Xin chào anh em ha. Hôm nay quay lên ba thí sinh. Hàng khá giỏi ha, cực kỳ duyên dáng cho anh em tham khảo nha. Thí sinh đầu tiên ha, thí sinh số 1. Khát sữa. Thí sinh số 2 ha, là chuối. Tốt lắm nha anh em. Mấy khung gà này á, nếu anh em có điều kiện mình nuôi cứng cáp vú đón sưng là cực kỳ ok luôn ha. Mấy gà này em cũng đang chế độ. Mã số 3 nha anh em. Gà này cái đuôi nó lúc đó nó bị sâu á, cắt nên nhìn coi nó hơi gói ghém à. Chứ gà này dọc dọc dáng nó tốt lắm. Mà tại vì cắt lông đuôi nó hơi phạm anh em. Được cái gà này cái bộ tai nó dữ lắm. Tơ tơ nhưng mà bộ tai rất là tốt. Gà này mẹ nó là kiểu bành, cha nó là giáp. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Anh em yêu quý cho em xin một like ha. Anh em chưa đăng ký kênh thì cứ bấm đăng ký kênh mình theo dõi.